Linh xem trực tiếp phút sang Saudi Arabia và Hàn Quốc, Việt Nam chờ đối thủ sẩy chân. Trực tiếp bóng đá phút sang Saudi Arabia và Hàn Quốc thuộc lượt trận cuối bảng D, vòng chung kết phút sang châu Á 2022, 15 giờ hôm nay 2 tháng 10. Với cục diện hiện tại bảng D, vòng chung kết phút sang châu Á 2022, đội tuyển phút sang Saudi buộc phải thắng Hàn Quốc và tuyển phút sang Việt Nam cầm hòa Nhật Bản. Khi đó thì đội bóng Tây Á cùng thầy trò huấn luyện viên Diego sẽ dắt tay nhau vào tứ kết, còn Nhật Bản bị loại. Trường hợp Saudi Arabia đánh bại Hàn Quốc đồng thời đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản với cách biệt quá 3 bàn thì họ và đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào sẽ có mặt ở vòng knockout. Trong trường hợp Saudi Arabia mất điểm trước Hàn Quốc, tuyển phút sang Việt Nam chắc chắn vào tứ kết. Như vậy, chỉ cần hòa hoặc thua Nhật Bản không quá 3 bàn là tuyển phút sang Việt Nam sẽ có vé tứ kết vòng chung kết phút sang châu Á 2022. Link xem được cập nhật trước trận đấu trong phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bóng đá 24 giờ các giải đấu. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông tin mới nhất nhé các bạn.